Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu cấu tạo và sửa chữa loại thuốc lá điện tử vape. Ở đây mình có một loại thuốc lá điện tử hút một lần Vaporlust. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái cấu tạo và cách sửa chữa một cái loại thuốc lá điện tử. Mình sẽ demo cho các bạn thấy là cấu tạo bên trong của cái loại thuốc lá điện tử Vaporlust là cái loại pod hút một lần ha, và không có cổng sạc. Tại vì trên thị trường á nó có rất nhiều loại hút một lần và hút nhiều lần. Sự khác biệt giữa cái hút một lần và hút nhiều lần á là cái pod một lần á là nó không có cổng sạc. Đây, như loại này nè, các bạn thấy không, cái này cái đầu hút ha, nó không có cái cổng sạc, còn cái hút nhiều lần á thì nó sẽ có cái cổng sạc ha, mình cắm mình sạc pin vô. Khi mình hết á mình chỉ cần tra cái tinh dầu nó vô thôi. Còn cấu tạo ở đây á, thứ nhất mình nói về cái nguồn pin ha, pin ở đây là tầm là 3.7V. Nếu mà full đầy là khoảng 4.2V thì nó sẽ có hai loại pin giống như tai nghe Bluetooth hoặc là các thiết bị di động khác. Thì nó sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là loại lithium. Và loại thứ hai là li polymer ha. Thì những loại pin lithium này á thì nó hay dùng là mấy cái pin nè của cục sạc dự phòng hoặc là pin máy vi tính. Cái này pin 18650. Những loại pin này. Còn đối với những pin polymer thì cái kích thước của nó sẽ nhỏ hơn cái pin lithium này, nên nó được tích hợp trong cái con thuốc lá điện tử vape này. Thì tí nữa mình sẽ tháo ra, mình sẽ cho các bạn thấy được cái cục pin của nó như thế nào. Thứ hai mình nói về đầu đốt ha, là cái sợi dây may so. Nhiều bạn ở bên đó nó có cuộn coi, có nghĩa là cuộn dây ha. Thực chất nó là điện trở, giống như cái bóng đèn đốt trong á, bóng đèn sợi tóc á. Khi mà có dòng điện chạy qua thì đầu đèn á nó sẽ nóng lên. Chính là cái dây may so này, cái cuộn coi này nó nóng lên ha, nó đốt cháy cái tinh dầu. Phần kế tiếp đó, mình sẽ nói về cái công tắc ha. Đối với những loại mà hút nhiều lần á thì các bạn sẽ có công tắc. Còn đối với loại hút một lần này á, các bạn sẽ có một cái cảm biến hút. Các bạn hút vô, mình tí nữa mình mở ra cho các bạn thấy. Cảm biến hút nằm trên đầu nè. Ngoài ra còn có phần bông thấm ha, bông thấm để thấm tinh dầu và những cái tinh dầu trái cây, tất cả như mùi á. Mình giả sử đây là cái tinh dầu trái cây ha. Các bạn có thể khi mà hết tinh dầu á các bạn châm vô. Thì tiếp đây mình sẽ đi mở cái pod này ra và mình cho các bạn thấy cấu tạo bên trong cụ thể như thế nào. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà sửa chữa kiểm tra khi mà thuốc lá điện tử bị trục trặc, bị hư ha. Trước tiên lại mở luôn cái lạc pod này á, các bạn chuẩn bị cho mình cái kèm nha. Một cái kèm, rồi một cái tô vít và một cái lưỡi dao rọc giấy ha. Lưỡi dao này phải mỏng nha các bạn. Đây các bạn mở cho mình trên đầu nè, hai đầu đầu hút. Các bạn để ý cho mình á cái chỗ phần này là phần rãnh, thì các bạn lấy cái dao nó dính khá chặt ha, và lấy dao các bạn để ngay chỗ rảnh nè, rồi các bạn lấy từ từ lên. Mình làm từ từ nha. Ấn chặt, làm từ từ lên, làm nảy sẽ lên. Khi các bạn nảy ra, nó có một cái khoảng hở rồi á, các bạn dùng kèm, các bạn bẫy lên. Lưu ý ở đây á,
các bạn có thể dùng kèm các bạn bẻ lên, hoặc là các bạn để tránh trường hợp mà bị chày chóc sơn này chỗ này á, rồi các bạn lót tờ giấy hoặc là lót cái khăn á, rồi các bạn kẹp ngay đầu, rồi các bạn lắc ba lắc lại á, rút ra được. Đây mình làm gì á cho nó không bị chày ha, chày xước, khi mà các bạn sửa chữa cũng vậy nè, các bạn mở được cái đầu ra, cái nắp ra. Đây phần trên, cái phần dưới và phần đầu hút này á cũng tương tự như vậy. Bạn lót tờ giấy này từ từ lên. Cái phần này á nó rất dễ nên các bạn không cần phải nạy cũng được. Bạn kẹp vô nè. Rồi, mình lấy cái kèm. Mình kẹp, mình lắc qua lắc lại. Nó ra phần này. Chỗ này á nó sẽ có một cái núm cao su. Phần ở trong này á là cái bông thấm ha. Khi mà các bạn tinh dầu hết á, các bạn có thể lấy cái tinh dầu các bạn chế thêm vô, hoặc các bạn thay cái đổi tinh dầu khác, thay cái nhiều trái cây khác chẳng hạn như mùi cam, mùi chanh gì đó. Rồi các bạn mình chích vô. Đây phần bông thấm. Rồi để tháo này á, các bạn kéo ra, kéo nhẹ nhẹ ra nha. Bên trong này có pin li polymer. Các bạn kéo tay nhẹ nhẹ thôi. Cái trường hợp nó cứng á, mình không được kéo mạnh. Kéo mạnh nó sẽ đứt dây. Vì thế các bạn lấy cho mình một cái tiêu vít nhỏ. Nè, cái phần đầu nè, hoặc là cái bông nè, các bạn ấn vô, các bạn đẩy, đẩy nhẹ ra là ra. Lấy một số bạn nha, thấy cứng quá các bạn không được kéo nha, kéo mạnh là nó đứt dây, nó chóc mối hàng. Các bạn rút ra từ từ. Đó. Mình đẩy ra rồi. Ở đây á mình có cái ống, cái vỏ bằng kim loại, bằng nhôm ha. Đây là cái phần bông thấm của nó, bông thấm để thấm tinh dầu nè. Tinh dầu mình nhỏ vô đây á, mình thay cái mùi á, tinh dầu thấm tinh dầu đây. Rồi các bạn tháo đây nè. Ở đây á nó có cuộn coi nha. Cuộn coi là cái cuộn dây may so, là cái dây điện chỏ dùng để đốt nóng cái tinh dầu đây. Cuộn dây này á, các bạn nhìn bên trong á, nó có dạng này, lò xo bên đây nè. Khi vợ chồng điện chạy qua á, cái cuộn coi này á nó sẽ nóng lên. Nóng lên nó làm cho tinh dầu của mình á bốc hơi, và mình hít vô ha. Đây là cái pin của nó. Cái pin này á, nó ghi thông số này là 500 mAh ha. Cái công suất của nó là 1.85W. Và cái pin này pin polymer. Nó rất nhỏ hơn so với những cái port mà sạc nhiều lần á, nó sử dụng đa phần nó sử dụng cái pin 18650. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái phần đầu ra. Đây
phần đầu ở trên đó mình có một con led ha. Bọn cái cảm biến này, cảm biến hút nó có ba chân. Hình dạng bên ngoài của nó giống một cái mirror của điện thoại di động. Ở đây có cái màn nè. Rồi ở có ba chân nha. Một chân á nối từ cái đoạn cái cuộn coi ở đây, nó sẽ đi lên trên một chân giữa. Còn hai chân bìa của nó là một chân nó sẽ nối về dương của pin và một chân nối với âm của pin. Có nghĩa là cái con này không muốn hoạt động là phải cấp nguồn cho nó, thì nó giống cũng giống như mirror bình thường thôi, cấp nguồn trước ha. Rồi khi mình nói, ví dụ mình mirror hoạt động, khi mình nói cái này ở đây là mình hút, khi mình hút là cái điện trở của nó sẽ thay đổi, mà cái nguồn này nguồn cấp trước nên nó sẽ tạo ra sụp áp, nó làm cho cái cuộn coi này có cấp nguồn làm cái cuộn coi này nó nóng ha. Nè, cái lò xo này nó nóng, nó sẽ đốt cái tinh dầu. Rồi đây là cái cấu tạo cơ bản, các thành phần bên trong của cái thuốc lá điện tử vape loại này. Khá đơn giản ha. Mình chỉ có nguồn pin nè, cái đầu đốt này vô mấy so nè. Cái công ở một số cái loại mà có cổng sạc á thì nó sẽ có công tắc ha. Mình chỉ cần gạt lên gạt xuống giống như mình bật hộp quẹt á là nó sẽ hút là hoạt động được. Ngoài ra còn ở đây á là không có công tắc, nó cả cảm biến hút, mình hút á nó mới hoạt động ha. Đồng thời cái đèn led đây nó sáng. Đèn led phía trên này á nó sẽ sáng. Còn đây là bông thấm, mà bông thấm mà mình bỏ tinh dầu vô. Thế thì trên thị trường á mình sửa chữa như thế nào và tất cả các loại thuốc lá điện tử vape này, ở đây có một nguyên tắc á, là cũng giống như các thiết bị khác á, khi mà các bạn sửa chữa, các bạn đến nơi bán, ví dụ thuốc lá điện tử của mình nó không hoạt động á thì nó sẽ dựa vào cái chế độ bảo hành của nó, bền vài tháng. Thì những trường hợp nào không bảo hành, đó là những trường hợp khi mà cái thuốc lá điện tử của bạn á bị rớt nước ha, rớt đất là rớt trên cao xuống, nó bị móp, bị cong vênh gì đó, hoặc là bị va đập mạnh. Thì những trường hợp này không bảo hành thì ta sửa chữa, người ta sẽ tính phí cho các bạn thay cái linh kiện. Còn những hư hỏng thường gặp của cái thuốc lá điện tử này á, thứ nhất nó đầu đốt cái cuộn coi này nó bị đứt, nó bị bung nối hàng, nó không hoạt động. Thì các bạn kiểm tra cuộn coi nha, cái dây điện trở này, bằng cách các bạn đo tổng trở coi nó có lên bao nhiêu ohm. Khi nó lên ohm á là nó không bị đứt, và trường hợp nó đứt hoặc là nó bị xúc cái hàng á là nó không đo được tổng trở. Cái thứ hai, các bạn kiểm tra được cảm biến hút. Cảm biến hút á nó có ba chân. À, mình thấy có ba chân thì mình sẽ kiểm tra cái tổng trở giữa cái chân đỏ nè với chân xanh nè, tại vì chân đen này á nó nối mát. Đây mình cho các bạn thấy, đây nó ba chân nè, dây đỏ nè, dây đỏ nó dương nè, dương pin. Dây đen này á nó với âm là cái này là được cấp nguồn trước giống như micro á. Đây âm pin. Còn cái dây cuộn coi này á nó sẽ đi vào cái chân giống như chân này, chân có bị cái mầm hút vô á, là hai cái dây chân đỏ chân xanh này á sau đó có tổng trở với nhau, và tổng trở nó sẽ giảm thì á cái nguồn bên đây nó cấp nè, cái nguồn dương của nó nè nó cấp xuống đây là cái cuộn coi có điện và nó sẽ đốt nóng cái tinh dầu. Thì kiểm tra cảm ứng hút này á, mình có thể kiểm tra đo nguội luôn nha. Còn vấn đề về pin á là cái loại này hút một lần á nó không có cái cổng sạc pin, nên mình á chỉ có cách mà kiểm tra pin bằng cách tháo ra nè. Các bạn có thể
kích pin, hoặc các bạn thay pin ha, trường hợp pin hư á mình thay pin, trường hợp kích pin không được á, tại vì cái điện áp của nó sụt, nó không được 3,7 hoặc 4,2V, nó giảm rất lớn, hoặc là nó giảm khoảng, tại vì mình hút nhiều lần á, nó hoạt động á, thì cái pin này á, nó giảm xuống còn khoảng 2,7V á, là nó không hoạt động được. Thì ra mình phải kích pin lên hoặc là mình thay pin. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra nha, từ cuộn coi nè, kiểm tra cuộn coi cái dây điện trở này á, nó hoạt động như thế nào, để cảm biến hút và kiểm tra pin luôn. Trước tiên á, mình dùng một cái đồng hồ số nha, các bạn vặn cho mình thang đo chuông cũng được, hoặc là các bạn dùng thang đo diode, các bạn kiểm tra. Thứ nhất mình kiểm tra cuộn coi, đây cái cuộn coi của nó nè, nó sẽ có 2 dây. Đây 2 dây của nó, thì các bạn đo tổng trở, còn kẹp nguồn vô, lấy 2 que đo các bạn kẹp vô. À, các bạn thấy không? Như vậy á, cái cuộn coi của mình không bị đứt ha. Nó lên khoảng là 4,8 ohm. Vậy là cuộn coi của mình ok. Tiếp theo mình kiểm tra cái cảm biến hút của nó, các bạn dùng thang đo diode luôn. Chuyển của mình thang đo diode, các bạn đo tổng trở của nó. Tại vì giữa cái chân đỏ này á với chân xanh dương này nè, nó sẽ có tổng trở ha. Thì các bạn chập một chân á, các bạn cặp vô chân đỏ, một que các bạn vô cặp vô tới chân xanh dương, rồi đo tổng trở ra nó lên hay không. Trở nó không lên á là cái nhưng mà cảm biến này hư ha, giống như video này hư ha. Rồi các bạn tiến hành đo một chân đỏ, một chân xanh dương ha. Rồi ở đây mình đo được khoảng 30 ohm. Như vậy là ok. Ngoài ra khi mà các bạn muốn kiểm tra led á, thì bên ngoài cái này á nó có một cái viền, viền là chính là mát ha, chân đỏ là chân dương á, thì các bạn lấy cái nhíp cho mình để mình mở ra luôn. Đây hình dáng của nó giống như một cái micro điện thoại di động thôi. Đây cái màn à, thì chân bên ngoài cái viền này á là mát, thì các bạn lấy cái nhíp á, các bạn chập cái phần dương phần âm vô, các bạn thấy led nó nháy á. Khi mà các bạn chạm cái chân đỏ nè với chân đen nè mà đèn led nó báo á, là tức là nó còn pin, led nó mới hoạt động. Còn trường hợp mà các bạn chạm vô như thế này á mà nó led nó không sáng, thì chứng tỏ cái pin này đã cạn rồi. Thì lúc này á mình sẽ kích pin hoặc mình thay pin khác. Nè, vấn đề này kiểm tra pin nè. Thì ở đây á mình dùng cái thang đo DC khoảng 20V, mình kiểm tra điện áp ha. Đây. Bạn chuyển về mức DC cho mình. Khoảng 20V. Rồi, một phần cái này á, nó nối cuộn coi, thì các bạn nên xả một chân ra cho mình, xả chân ngay cuộn coi nè, nó có 2 dây nha, mình xả một chân ra rồi để mình kích pin trực tiếp luôn. Hoặc nếu không thì các bạn hay xả hết chân âm ra cũng được. Đây mình xả một chân để mình kích pin. Còn trên đây á, phần chân dương của nó là cái bằng cao nhiệt, thì các bạn tách ra
Còn dương các bạn để nguyên cũng được. Đây là phần dương. Rồi, để kích pin á, mình sẽ dùng bộ nguồn á, bộ cấp nguồn cho điện thoại. Trước tiên, muốn kích pin thì các bạn đo điện áp trước, coi nó khoảng bao nhiêu vôn. Rồi các bạn thấy không, cục pin này á, mình đo được là 0.06V nè, là khoảng 0V thôi. Thì những trường hợp này á, tại vì cái bot này á, mình xài một lần thôi, nên giờ mình muốn sử dụng lại á, mình sẽ kích pin hoặc mình thay pin khác. Đây, đây là một cái bộ cấp nguồn ha. Đây, mình sẽ tiến hành lật nguồn lên. Rồi các bạn chỉnh cái điện áp á, nó khoảng 2V thôi, 2,5V thôi. Tại vì cái điện áp pin á, nó thấp, mình kích từ từ lên. Nếu trường hợp mà kích không được á, thì mình mới thay pin mới ha. Thì những cục pin này á, bên ngoài thị trường nó cũng không có bán. Thì các bạn cầm theo á, trường hợp cục pin này hư, kích không được, thì các bạn cứ ra chỗ linh kiện điện thoại di động á, mình mua cục pin khác. Thì cách kích pin á, các bạn cặp vô chân âm chân dương thôi. À, các bạn ha, kim của mình nó lên từ từ. Đây, hai bài kế nè, nó sẽ giảm dần về không ha, là pin của mình. Đồng thời cái điện áp này á, tí các bạn kiểm tra là nó tăng lên. Thì trường hợp cái pin này của mình hôm nãy là mình đo được 0V thì nó kích hơi lâu một tí. Còn những cái trường hợp mà các bạn kích không được nè, là pin lúc đó đã bị hư rồi, trường hợp là đã lâu quá. Từ cái bot này á, nó cũng rẻ tiền so với bot, nó xài pin 18650, nên cái pin này á, cái chất lượng nó không tốt bằng mấy cái pin này. Thì ở đây á, kích không được thì mình sẽ thay pin, mua pin khác thay ha. Để các bạn để một lúc nè, các bạn nhìn cái kim nè, em mới kéo nó dần về không, nó giảm dần về không á, là nó nạp được cái pin, là cái pin này còn kích được. Và trường hợp á mà nó đứng nguyên là chắc chắn là cái pin này hư rồi, nó không kích được ha. Hoặc những trường hợp mà cái pin lúc đầu mà các bạn cặp vô á, mà cái số 0 này á, nó không nhích lên, thì tất nhiên á là nó bị đứt bên trong rồi. Thì những lúc này á, mình sẽ không kích pin được, thì với một cách biện pháp là thay pin thôi, để mình tiếp tục mình sử dụng cái bot này. Rồi, và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và cái cấu tạo của một cái thuốc lá điện tử hút pháp loại bot hút một lần ha, không có cổng sạc. Còn trường hợp á, mà các bạn post hút nhiều lần á, thì các bạn kiểm tra tương tự ha. Ở đây á, mình có thêm một cái công tắc để bật tắt, giống như các bạn bật hộp quẹt á, thì nó sẽ hút được. Tuy nhiên mấy cái phần thành phần chính của này, như pin nguồn nè, đầu đốt nè, công tắc nè, bông thấm nè, tinh dầu trái cây gì á, nó vẫn y như cái post hút một lần. Đồng thời á, cái pin của nó tùy theo nó tích hợp một cục pin hoặc hai cục pin. Thì đối với cái này á, thì dung lượng pin sẽ tăng cao hơn, cái nguồn ra của nó là khoảng 37 đến 4,2V, nhưng cái milliampere giờ của nó sẽ cao hơn ha, tại vì nó ghép được nhiều pin mắc song song với nhau. Rồi, video này đến kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.